Hơn 900 học sinh của trường trung học cơ sở và trung học phổ thông Bình Phong Thạnh, huyện Mộc Hóa, cùng các thầy cô giáo nhà trường cũng hân hoan chào đón năm học mới 2024-2025. Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hoàng Đình Cán đến dự cùng trường. Năm học 2024-2025, trường có hơn 990 học sinh với 27 lớp. Năm học 2023-2024, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng của trường là hơn 92%. Trong đó, tỷ lệ học sinh học lực khá và giỏi đạt hơn 65%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học cơ sở đạt 100%, tỷ lệ tốt nghiệp trung học phổ thông trên 99%. Trong năm học 2024-2025, nhà trường sẽ nỗ lực nghiên cứu, giảng dạy tốt, khơi dậy ngọn lửa đam mê học tập, nghiên cứu trong mỗi học sinh, đồng thời tạo môi trường học tập thân thiện để mỗi ngày đến trường là một niềm vui. Dịp này, đại diện Quỹ Học bổng Ông Bà Đức Phèn và Sacombank đã dành tặng nhiều suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó.